trời đất ơi. Vui vậy sao? Hài vậy sao quý à? Trời ơi, thích lắm nè, Quỳnh Lập trời ơi, duyên dáng. Bé dễ thương. Nói gì vui dữ trời. Trời đất ơi. Em mẹ. Làm gì vậy? Coi tivi, chương trình ai cũng bật cười nè, mắc cười quá trời, mắc cười nè. Tivi đâu coi? Em tưởng tượng. Anh chắc chắn với em là không được. Sao vậy? Chứ em nhìn đi, căn nhà đâu chống quơ quá, không có cái gì hết trơn. Vậy rồi sao? Thời đại nào rồi, công nghiệp quá, hiện đại quá mà nhà không có một thiết bị gì hết. Lấy gì hai vợ chồng mình ở, đúng không? Nói tóm lại là anh muốn cái nhà hiện đại chứ gì? Đúng. Muốn nhà hiện đại thì em sẽ kể anh nghe một câu chuyện về nhà hiện đại. Hey. Trời ơi, tôi có cảm giác cô đơn quá. Tôi sống được căn nhà hiện đại đầy đủ tiện nghi như vậy mà tôi cảm giác cô đơn trống vắng quá. Cái lịch trình của tôi một ngày như vậy: buổi sáng láng thoáng, ăn sáng lai láng hết buổi sáng, buổi trưa có mưa lưa thưa, ăn trưa hết buổi trưa, buổi chiều nói nhiều yếu xìu, ăn chiều hết buổi chiều, và buổi tối nói dối bối rối, ăn tối hết buổi tối. Không, ta phải thay đổi số phận thôi. Robot đâu? Con robot mà ta đã chế tạo đâu? Hãy ra đây mua vui cho ta nào. Ra. Hay quá. Con ơi, con stop. Con ơi, ta khát nước quá, con có thể rót nước cho ta uống được không? Dễ thương. Hay lắm con à, những bước đi uyển chuyển đầy tự tin. Chắc con mà tới đây ta chết khát luôn rồi quá. Nhanh lên nào. Nó đi luôn vậy đó, trời ơi, đi ra. Hey. Bé Boss ơi, bé Boss ơi, con có thể nhanh một xíu nữa không con? Con là con robot rồi, con điên vậy trời, kỳ cục vậy trời. Con Boss, ra. Stop. Đằng sau, quay. Con hà, con đừng có nhây nữa được không? Dễ thương, bây giờ ta mệt mỏi, ta uể oải quá. Con có thể làm cái gì cho ta vui được không? Dạ được. Con có thể làm gì nào? Hát, múa, nhảy, rap, con làm được gì? Cải lương hồ quả. Rồi, hay đó. Vô. Hey. Hay. Hay quá, múa. Rồi. Hay quá. À, cái gì vậy? Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Robot! Mày đi! Mày đi hả robot? Thôi! Thôi! Trời ơi! Con robot điên! Mày có bị điên không? Tao chán mày lắm rồi! Mày đi vô phòng! Đi vô! Hey. Đúng là con robot đi. Rồi, bể chén người ta trọng luôn rồi. Ta chợt nhớ ra, trong kho có một con robot khác, cũng rất dễ thương, cũng rất đáng yêu. Bây giờ ta sẽ sử dụng con đó. Còn con này đã hết hạn sử dụng rồi. Này hỡi robot, ra đi nào. Hey. Bot. Bé Bot. Hey! Xin chào ông chủ. Trời ơi, con dễ thương quá vậy bé Bot. Vậy thì ông chủ làm cái gì vui cho con coi đi. Rồi, bây giờ ông chủ xin trình bày một bài hát mà do chính ông chủ sáng tác cũng như là chính ông chủ biên đạo bài hát này luôn. Mời ông chủ. Rồi, vô nha. Cuộc tình di văn đã trôi đi vào di văn à. Cuộc tình di văn chỉ là di văn cuộc tình à. Nếu hoa cuộc tình à, cứ di văn cuộc tình à. Yêu chi cho cuộc tình càng thêm di văn. Di văn cuộc tình lãng quên. Cái gì vậy? Không thôi.
vui mà. Dưới đây có ai thấy vui không? Không vui. Xin mời ông chủ ca một bài thật là vui cho quý vị khán giả ở đây được xem. 1, 2, 3. Ông có một ngón tay, ông có một cái chai. À, mất ngón tay. Thật là vui rồi. Bây giờ ông uể oải, ông mệt mỏi quá. Con có thể giúp ông giải nhiệt cuộc sống được không? Ông có massage không? À, massage, con biết massage ư? Sit down. À, sit down là sao đít hả? Nằm xuống đây. Cái gì? Nằm xuống hả con? Nằm xuống. À, sit up lì. À, sit up lì. Rồi, nằm xuống. Massage cho sướng nha. Dạ, sau đây con sẽ phục vụ ông chủ một tiết mục massage. Music. Trèo lên, lên, trèo lên, trèo lên, lên, trèo 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 lên. Bây giờ tao sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà này. Người hãy ra luôn đi. Gì? Trời ơi. Điên. Vô vị trí đi. Tại sao vậy? Tại sao các ngươi có phá vách tao hoài vậy hả? Tại vì cuộc sống mà ông luôn hành hạ chúng tôi cho nên chúng tôi phải nổi loạn. Thì ông nói bây giờ ông muốn có ngôi nhà hiện đại, ông muốn có cuộc sống hiện đại thì bây giờ tôi phục vụ cho ông gì cũng hiện đại mà. Chúng tôi làm robot, chúng tôi làm bây giờ ông cũng không hài lòng cho ông cứ đánh đập chúng tôi phải nổi loạn. Ta chán các ngươi lắm rồi, bây giờ ta không thích hiện đại nữa, rốt cuộc nó hại điện thôi. Bây giờ ta phải qua bên kia để mua căn nhà tầm bình để sống thôi. Tạm biệt các ngươi. Hey. Chơi. Được rồi, anh chấp nhận, anh đồng ý với em là nhà hiện đại thì nó sẽ hại điện thiệt. Đúng rồi. Nhưng anh mà thấy chưa, hại quá trời hại luôn. Cái gì cũng có hết hả, có kể cả robot này nọ đâu kia, cuối cùng đâu có giúp ích được gì đâu, thấy không? Toàn là phá không à. Anh công nhận cái này thì em đúng. Nhưng mà chưa xong. Em nhìn đi, căn nhà này quá nhỏ đúng không? Nhưng mà mai mốt hai vợ chồng mình ở đâu phải chỉ có hai vợ chồng mình, còn ba mẹ em, những người thân của mình nữa. Lên anh mời anh đây lên ở chung hết. Với lại em nhìn đi, căn nhà vậy không có camera giám sát không được, không hiện đại nhưng mà cũng phải đầy đủ tiện nghi, em hiểu không? Được rồi, anh muốn nhà tiện nghi đúng không? Đúng. Anh muốn nhà tiện nghi á thì có tiện nghi. Chào mừng tất cả ba người mẫu của chúng ta đến với ngôi nhà chung. Xin mời người mẫu thứ hai. Xin mời bà thứ ba. Quanh có rất nhiều camera và đang trực tiếp cho toàn cầu xem, cho nên tất cả quý vị cần phải giữ trật tự và ý tứ. Xin chúc tất cả các bạn có một cuộc sống ở trong ngôi nhà chung vô cùng lành mạnh và hạnh phúc. Ôi trời, chị mới nghe nè. Vui quá. Chị ơi, chị đứng đây nó nghe nè chị. Sao em? Trời ơi chị. Trời Phật ơi, chị mang đôi guốc, mang đôi lật heo vậy chị? Chị trong đồ xiếc ra mà cưng. Trời, chị chắc chị xiếc thú quá à. Đôi guốc này không phải là mà tự nhiên mà có đâu. Chứ sao mà ra? Chị cảm tác cái điện thoại bàn nhà chị đứng em. Trời ơi, điện thoại luôn nè. Mùi chân nghe điện thoại, cái nghe điện thoại cái này chị. Alo. Alo má hả má? Tụi con khỏe dữ lắm má ơi. Trời ơi, má em nó. Ờ trời má ơi, trời đất ơi má ơi, tụi con khỏe chứ má, ba má. Trời ơi, chị ơi, em cũng dễ thương quá. Trời, chị thân thiện quá dạ. Ừ. Trời ơi, chị nó nghe nè, em kêu chị bằng chị, chắc là trong nhà chung này chị lớn tuổi nhất hả? Không có đâu, chị nhỏ nhất mà chị mất dạy. Ủa, chị sinh năm mấy? Chị sinh năm Sài Gòn Cô Tiên năm 2000. Em sinh năm 2000 hả? Ờ, em sinh năm mấy? Vậy chị lớn em phải rồi. Em sinh năm nhiêu? Em sinh năm 80. Nhóm này nó giỡn vui vậy sao? Em sinh năm mấy? Em sinh năm mấy? Em mới đẻ.
da còn mỏng nà nè. Trời đất ơi, đẻ như em thấy sợ quá em ơi. Trời ơi. Sợ chỉ à. Cái chuyện vui ghê nhá, này duyên dáng. Ủa mà chị em tâm sự nè, hỏi thiệt nha. Trời đất ơi, đã quá, thích dáng thì đẹp quá. Cảm ơn em nha. Mày đâu vậy? Quê chị hả? Nghe nói Cà Mau xa lắm, nên quyết định chỉ ở quận 5. Quận 5 hả chị? Quận 5 bán gì chị? Quận 5 bột chiên, bán bột chiên không em? Ồ, có đứa xăm không? Chị không có bán. Em nè, dạ? Quê em ở đâu? À, chị ăn bánh mía không? À, quê em ở Sóc Trăng phải không? Dạ không phải, nhà em ở Sài Gòn bán bánh mía. Đâu quê ở Sài Gòn? Dạ. Trời, duyên dáng sắp nhỏ này vô duyên. Nè em, quê em ở đâu? Ở đâu? Quê em nghèo lắm chị à. Quê em ở xa lắm, nơi đó gà ăn sỏi, chó ăn đá đó chị. Trời đất ơi, rồi em ăn cái gì? Em ăn hai con đó. Là trong bữa sỏi đá không luôn đó em? Sỏi đá không đó chị. Trời đất ơi, nó bị sỏi thận kìa em ơi, tội nghiệp bé quá à. Quê em ở đâu? Phú Mỹ Hưng. À, là cái quê của nó là Phú Mỹ Hưng thôi đó. Dạ, còn thành phố của nó là ghê hơn nữa. Dạ. Trời ơi, giàu hết sức, nhỏ này giàu lắm phải không? Dạ, trời ơi, hết sức à. Ủa mà, thiệt á, tâm sự á, bữa nay vô hỏi thẳng nha. Sao đậu vô được nhà chung vậy? Trời ơi, thì chị tài năng em. Tài năng? Chị tài năng lắm. Hôm bữa mà hả, cái buổi chụp hình mà quyết định vô nhà chung nha. Ờ. Là buổi đó chị chụp hình đẹp nhất luôn. Chị hả là tấm hình đẹp nhất trong tuần, chị làm thủ lĩnh nhà chung luôn mà em. Vậy hả chị? Ừ. Còn mấy em sao vô được nhà chung hay dữ vậy? Mẹ chị mua giải cho chị vô đây. Tháng 1 này, thứ 6 ngày 13. Nếu chị có thể giúp em, bạn của em là của chị. Hãy tìm cách tiếp cận và trở thành người phụ nữ bên cạnh của em. Tôi cần cơ hội này như một cách để làm lại từ đầu. Nếu tôi muốn, chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Xử lý đi. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần từ 13 tháng 1 trên VEON. Ai còn có mặt ở đây thì đó là người nhà. À, thì ra. Trời đất ơi, cho nên chị nói cho hai đứa biết. Giờ có thi sao cũng vậy à. Tại vì mẹ chị mua giải, đương nhiên chị là quán quân rồi. Em nói cho chị biết, một nước không thể nào có ba vua, thì tại sao trong nhà chung lại có ba con này chứ? Em chắc chắn là quán quân năm nay. Gì vậy? Các em dừng lại đi. Một cái con quái thú như em và một con nhỏ mua giải không thể là quán quân được. Chắc chắn chị sẽ trở thành quán quân của mùa này. Tôi nói cho chị biết, má tôi mua giải rồi, vô công một tiền thôi. Hai chị đã quên là nhà tôi bên quận 7 trồng rất là nhiều mắt mèo. Chính vì vậy tôi đã lén trét mắt mèo lên cái salon này. Em quá non nớt em ơi, em quên rồi. Cái mẻ giặt đồ hôm qua chị bỏ mắt mèo vô trong đó đấy em. Bộ đồ em đang mặc là mẻ ngày hôm qua đó cưng. Bộ đồ chị mặc tuần trước, đồ dơ nhưng mà sạch em ơi. Trời ơi, chị giả ai vậy hả chị? Trời đất ơi, tưởng cái gì. Hai cưng non nớt quá à. Bỏ mắt mèo vô đâu, cái salon mà, cái mẻ giặt hả? Chị nói thiệt nha, chị chép mắt mèo đầy cái thảm chỗ chị ngồi nè. Thấy chị khôn chưa? Để chị chưa? Rồi. Vậy là ba chúng ta đã ăn mắt mèo rồi ư? Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cảm nhận nào. Trời ơi, trời ơi, cái nhà này ghê quá. Tôi không ở nhà chung nữa đâu, tôi về tôi mua căn hộ tầm bình tôi ở. Hai đứa này ghê quá. Trời ơi, tôi sẽ qua căn hộ tầm bình tôi ở, trả lại đi. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Má ơi, mua căn hộ tầm bình cho con. Thấy chưa, em nói anh rồi, tiện nghi đầy đủ thì có đó, nhưng mà cuối cùng thì sao? Mâu thuẫn cũng xảy ra thôi, ở chung mà. Thì biết, anh biết. Bây giờ anh công nhận với em, anh không cần một căn nhà có thể đầy đủ tiện nghi hiện đại gì, anh không cần nữa. Ừ. Anh cũng không cần phải ở chung nhiều người, hai ba người hay ba bốn người gì đó. Ok, bây giờ đợi chút, em đi vô kêu người ta vô đây làm giấy tờ mình mua cái nhà này liền. Ê, em chưa được, chưa có được. Gì nữa? Trời ơi em ơi, anh chưa có nói hết. Em nhìn đi, em nghe tên căn hộ là em biết nó ra sao rồi. Căn hộ tầm bình, quá tầm thường, quá bình thường. Trời đất, anh hiểu sai, hèn chi anh nói sai. Em nói cho anh biết nha, đầu tiên bước vào cái dự án này á là chủ dự án đã nói cho em biết rồi. Sao? Tầm ở đây có nghĩa là gì? Tầm có nghĩa là tầm cỡ. Tầm cỡ? Tầm dốc, đúng không? Tầm dốc chứ không phải tầm bì nha.
Còn bình này là gì? Là bình đẳng, bình quyền. Thấy không? Anh thấy không? Anh thấy mới cưới nhau thôi mà anh gia trưởng với em vậy sao được? Ở cái nhà này đi cho bớt cái sự gia trưởng của anh lại. Em nói ai gia trưởng? Anh đó chứ. Em nói ai gia trưởng? Anh chứ. Nãy giờ anh có la em tiếng nào chưa? Anh chưa hề la em một tiếng nào hết. Em coi là em kìa. Em coi là em đối xử làm sao. Nãy giờ anh chưa la em một tiếng nào hết á. Xin lỗi anh, em về nộp đơn lên phường. Anh xin lỗi mà. Không còn muốn lấy anh nữa. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em lắm luôn. Vậy mà anh không nói gia trưởng hả? Được rồi. Bây giờ em kể cho anh nghe một câu chuyện nha. Một câu chuyện nữa trong một ngôi nhà cực kỳ gia trưởng. Dạ, con mời má. Em ơi. Dạ. Má em cầm lụa mìn rồi sau lưng hay gì bảo đi nguy hiểm quá vậy? Lụa mìn đâu mà lụa mìn. Má em sao cầm lụa mìn được? Má em, má em. Dạ má. Má. Em ơi. Hả? Má em chưa có bằng lái hay gì bảo đi vòng số 8 quá vậy? Má em à. Dạ, con mời má ngồi. Tôi có mong tự tôi ngồi. Dạ. Dạ má ơi, đây là bạn trai của con á. Bữa nay con mạo muội dẫn về đây ra mắt má. Dạ, con xin giới thiệu, ảnh tên là Lâm. Cái gì Lâm? Dạ, Kiểm Lâm. Ôi trời ơi, trời anh ơi, nhà em không có buôn lậu. Dạ xin lỗi anh. Tại vì nhà em nhìn đi cho đề coi cảnh trí đồ mũ không à anh ơi. Anh đừng bắt em nha anh. Dạ. Dạ ông bác ơi, con tên là Kiểm Lâm chứ con không có làm Kiểm Lâm bác à. Dạ. Sao không nói sớm? Anh Kiểm Lâm nhưng mà anh làm công ty thủy hải sản má. Làm tao hố quá hà. Dạ. Dạ bác ơi. Đặt tên đường... gì Nghiệt Ngã. Nghiệt Ngã như tên con trong gia đình của mình. Con nên nhớ con có một thằng anh cả. Dạ. Thằng đó tên Quân. Dạ anh Quân. Mà mỗi lần trong xóm có chuyện gì cái ra nó chửi Quân khốn nạn. Má sốt chứ. Qua đứa thứ hai. Dạ. Mẹ đặt nó tên Phường. Dạ đúng rồi. Cái bé trong Phường. Xóm cũng kêu Phường trộm cướp. Má đau lắm con. Dạ. Nên tới đời của con má rút kinh nghiệm tất cả. Con dạ. Tên gì? Dạ con tên là Tha Thứ. Đúng rồi, tha thứ hết tất cả. Nhưng hàng xóm không tha thứ. Mỗi lần hàng xóm giận lên là thứ mất dạy. Trời ơi, không thể nào mà chiều được hàng xóm luôn hà. Bác ơi, con có về thăm thành phố, nao nức mùa hoa. Ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng. Con tặng bác. Ủa này lan rừng hả? Lan rừng đó em. Thằng bạn cũng có bị mất nhận thức không con? Dạ. Cái này là ba cái đồ cổ dại mà nó lụm ngoài đường mà. Và tấm lòng của con đó bác à. Rồi, nghe tôi hỏi, cậu bao nhiêu tuổi? Dạ con 48 tuổi. Trời ơi, chồng tôi mới chết tuổi 52, bây giờ nó 48 tuổi đi về đây nó hốt con gái tôi hay hốt tôi vậy trời? Dạ con hốt bác. Tao rác thì mày hốt mày. Dạ không, bác không phải là rác, bác thuộc dạng xà bần đó bác. Ê, tao giả nha. À, dạ không, ý con là con sẽ đem bác về nhà mà con phụng dưỡng bác. Con yêu thương bác là yêu thương em Thứ đây à. Dạ. Dạ mẹ ở nhà làm cái gì? Dạ mẹ con ở nhà thì chuyên đi bán nội tạng bác à. Quân giết người à? Không, Quân con tôi. Phương giết Hồng Phương cũng con tôi. Cái Thứ giết người Hồng Thứ tên mày. Lũ Hồng lũ tên tao. Gì Cái dòng giết người Hồng chồng tên chồng tao quên. Trời ơi. Cái gì? Cái đồ đúng rồi. Cái đồ đầu tên bà nội con ơi. Dạ Nam Mô. Nam Mô. Quá lắm rồi, nói chung cậu là cái giống loài gì đó tôi không biết. Đó, nói chung cái giống loài gì đó không được giết ơi, người má. Buôn bán nội tạng. Dạ không có, ý là má con bán phá lấu ở ngoài chợ đầu mối thôi bác à, chứ không phải bán nội tạng gì hết. Cậu là dân tri thức mà. Tại sao cậu không sử dụng những ngôn từ nào đó phù hợp? Mình là dân có kiến thức, tại sao lại gọi là buôn bán nội tạng? Chứ gọi là gì bán? Má? Bán bộ đồ lòng. Nghe không? Dạ con biết rồi. Ừ. Dạ bác ơi, con có thể để ngồi được không? Bác con mỏi chân quá. Ngồi đi. Dạ. Trời ơi. Điểm nhà em im quá em.
gối vừa thôi, đồ đổ đó. Mẹ cậu năm nay được nhiêu tuổi? Dạ, má của anh Lâm là lớn hơn má 5 tuổi á má. À, vậy là cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Lớn tuổi rồi sao không ở nhà nghỉ ngơi với con cháu, buôn bán chi cho cực, chắc ham tiền. Bạn! Bạn! Không, cậu ơi, tôi không có ý xúc phạm mẹ cậu đâu. Ý của tôi nói là mẹ cậu là cái tiếp phụ nữ thực dụng. Bạn! Hey, chẳng hay ba cậu làm nghề gì? Nói đi, nói đi. Dạ, ba con hiện tại thì đang bán thuốc ở các vùng ven tỉnh lân cận đó. Dạ. Ôi, bán thuốc vùng ven lời lớn được bao nhiêu? Dạ. Chắc bán thuốc lậu. Bạn! Có anh chị em gì không? Dạ con có anh bác à. Anh làm nghề chi? Dạ anh con làm sửa xe bác. Ôi sửa xe tốt quá, chắc cũng đinh tạc đó. Xúc phạm! Má! Ông nội con làm nghề gì? Dạ ông nội con 100 tuổi rồi không làm gì hết bác. Ôi quỷ gì sống dai dữ vậy trời. Bác! Nói tóm lại tôi đã điều tra được dòng họ của cậu rồi. Vậy chứ hôm nay cậu có mặt ở căn nhà tôi là cậu muốn điều chi? Con muốn lấy bác. Thiệt hả anh? Thiệt không anh? Bác ơi, con lộn, con run quá con lộn. Con muốn lấy con gái bác. Má ơi, tự nhiên má tình mẹ duyên con vậy má. Không được. Không hợp tuổi. Ơ tại sao không hợp tuổi hả má? Má sao kỳ vậy má? Con tuổi gì? Con tuổi Tuất. Nó tuổi gì? Dạ con tuổi Tin. Con nít con chó chơi không được con ơi. Má. Với lại con có nghe cái câu là dần thân tị hợi tứ hành tiên đó, tuổi Tin là nó hành hết mấy cái tuổi kia. Vậy hả ba? Nhưng mà bác ơi, con với Thứ yêu nhau thật lòng mà bác. Má ơi, con với anh Lâm yêu nhau mà má. Với lại á, bây giờ từ ngày mà con quen anh Lâm á tới bây giờ á, con đã có thai. Thay đổi. Trời ơi. Con đã có thay đổi nhiều lắm rồi. Bây giờ con quyết định là tụi con sẽ làm đám cưới. Dạ đúng má rồi. Má cho tụi con lấy nhau nha má. Căn nhà này có gia pháp đàng hoàng, có gì cũng phải qua sát của tôi đâu, phải muốn cưới là cưới về. Má, bây giờ muốn cưới thì đi ra ngoài, không được ở trong căn nhà gia trưởng của tôi. Má, từ nhỏ tới lớn á, chuyện gì của con má cũng quyết định hết. Bây giờ con muốn lấy chồng, má phải để cho con quyết cuộc đời của con chứ. Con muốn quyết cuộc đời của con thì đi ra ngoài mà quyết. Má không chấp nhận điều này ở căn nhà này. Bác. Má, nếu má nói vậy thì con với anh Lâm sẽ đi lên Sài Gòn mua căn hộ tầm bình để không còn gia trưởng. Tụi con sẽ tự lập nên hạnh phúc riêng của tụi con, tự tạo nên gia đình nhỏ của tụi con. Tụi con đi luôn đó. Đúng rồi, bác khó khăn, bác gia trưởng lắm. Con sẽ đưa Thứ lên Sài Gòn mua căn hộ tầm bình để ở. Tạm biệt bác. Đi anh. Đi em. Căn hộ tầm bình là căn hộ chi mà nó quyết định bỏ căn nhà gia trưởng này để theo căn hộ tầm bình? Mọi chuyện là như vậy đó. Rồi sau khi mà dẫn anh Lâm lên trên Sài Gòn á, thì em với anh Lâm quyết định là chia tay nhau. Rồi em đến với anh, từ đó em lấy anh luôn đó. Tại sao? Hả? Tại sao lúc mới vừa quen anh em kêu anh là mối tình đầu của em mà? Thì đúng rồi, anh là mối tình đầu của em mà. Còn đầu. Anh ừ, mối tình đầu mà em quen Lâm. Em không. Quen Lâm xong em mới quen anh mà em mối tình đầu. Khác, anh Lâm là người trước tiên, còn anh là mối tình đầu. Em phân biệt rõ ràng lắm. Tổng cộng trong cái sổ nhật ký của em bây giờ là có 8 mối tình đầu với lại 28 người trước tiên nữa. Người trước tiên thứ anh nhất. Anh là ai trong số họ? Đâu, anh là ai thì anh chồng em, với là ai em quyết định lấy anh là anh người cuối cùng. Thôi được rồi. Hả? Anh vì yêu em. Ờ. Vì anh chấp nhận em. Ừ. Vì em đã cưới anh. Ừ. Nên anh sẽ bỏ qua hết. Ừ. Anh sẽ chiều em. Ừ. Anh sẽ mua căn hộ này cho em. Yeah. Nhưng mà đợi khi nào nhà mình dư giả rồi hẳn mua hen. Ủa mắc gì đợi? Thì đúng rồi, giờ thì ở chồng mình có dư giả đâu, mình có căn nhà ở nhà rồi thì mình cứ ở đi. Tới chừng nào mà hả nhà cũ mục nát gì đó hay là người ta giải tỏa đâu, thì mình đâu, mua đâu. Nhà mới. Nhà nào? Thì nhà của mình á. Em bán rồi. Biết sao không, nào chuyện nào kể nghe, quên kể anh nghe nữa. Hôm qua đi chợ á, mua rau gặp dì bãi gì đi ngang với hỏi: "Ê ê mày bán nhà không?" Tự nhiên em tưởng dĩ nói chơi anh. Em ừ thiệt luôn, em ừ có chuyện gì không? Dĩ mua thiệt luôn anh. Chồng tiền cái đập trên được căn nhà của tôi. Trời ơi. Thôi kệ đi,
Mất cái nhà thì tôi thích hộ tầm bình, tôi thích căn hộ tầm bình à.